Alo, xin chào các bạn. Hôm nay Đinh Thi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số các cái dạng cây hoạt hình rất là đơn giản ở trong phần mềm 3D. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái khối búc ra. Cubi này ra. Rồi nhấn F4 thì chúng ta nhìn lưới nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn là Edit the Poly. Ở phần này chúng ta sẽ chọn cái phần Modify. Đây chúng ta sẽ chọn cái phần Dragon này. Freeform Paint. Sau đó là chúng ta chọn Polygon Draw này. Đấy, và chúng ta chọn vào cái phần Brain Tree này. Sau đó chúng ta kéo kéo nhanh. Chúng ta kéo nhanh thì cái cây nó sẽ lên nhé. Đấy. Chúng ta kéo cái cây như vậy. Bạn muốn cái cây có mấy cái chánh thì chúng ta kéo bấy nhiêu chánh. Nếu mà nó mà trượt tiếp, nó không kéo được, chúng ta lại chọn lại. Đấy. Nhiều khi chúng ta cứ chọn trượt vào cái mặt nó, chúng ta kéo nó không lên đâu. Chọn phải chọn đúng vào cái mặt của nó. Đấy, thì nó mới lên này. Đây, chọn trượt nó không lên này. Ok, bây giờ chúng ta để ba cái như này. Ba cái chánh như này. Rồi chúng ta chọn là Edit the Poly đã. Xóa cái mặt bên dưới đi. Bây giờ chọn Turbo Smooth, nó chọn T. Turbo Smooth. Đó. Thì cây nó tròn tròn như thế này. Là cây hoạt hình mà. Thì nó sẽ là cây theo kiểu có cái khối tròn ấy. Chúng ta sẽ chọn cái Sphere. Lên vào với cái vật mà mình cần cho mình chỉnh nó. Trong trường hợp muốn cho cái cây này nó nằm theo kiểu dạng tán như này thì chúng ta để dạng tán như này. Xong về mặt top là mặt T thì mình nhân nó ra. Xong tiếp tục về B. Thì nó phải có cái tán to, tán nhỏ. Hoạt hình ấy thì các bạn không nên làm cầu kỳ theo cái kiểu làm dạng thật. Vì làm theo kiểu dạng thật thì nó lại không ra cái chất hoạt hình, thì nó cũng không không đẹp. Mà vô hình chung là nó lại cũng không phải là hay. Đấy. Đấy, ví dụ như này. Cái cây nó như này. Đấy, cây như này. Ở dưới nó sẽ to hơn, ở dưới sẽ nhỏ hơn ở trên. Đấy, như vậy là mình đã làm xong được cái cây rồi đấy. Rồi, đấy là một cái cách mà mình sẽ làm cây nó nhanh, đơn giản và đẹp. Cách thứ hai, mình sẽ lưu lại này. Cây okay. Cotton.
Rồi. Cái thứ hai là mình chọn bút. Xong mình ấy chút nó lên thôi. Ấy chút lên. Ấy chút lên. Cái phần ấy chút này thì nó hơi khó hơn so với bình thường một chút. Phải xoay các thứ này. Lên đến đây bắt đầu mình lại viết thêm một cái nữa. Đấy, chút ra. Xoay lên. Đấy, chút lên. Đấy, mình có thể ấy chút thêm lên. Và mình đẩy nó chéo chéo như thế này. Cây thì nó không 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 nên cứng quá, đúng không ạ? Nó phải mềm mềm chút. Chéo chéo như này. Đó. Xong mình kéo cao lên như thế này. Rồi, ok. Xong mình xóa cái này Turbo Smooth tiếp. Các bạn thấy không ạ? Như thế này là ra cái thân cây này. Không? Sau đó mình có thể làm cây bằng những cái hình, các cái hình thù nó khác khác này. Đây nó có rất là nhiều các hình này. Mình làm đơn giản thôi. Anna đưa vào đây. Tu số môn lên. Xong mình sẽ thay đổi kích thước của nó, cái to cái nhỏ khác nhau đi. Này là được. Để ra là cái cây hoạt hình đẹp.
Đấy. Như vậy là chúng ta được hai cái cây hoạt hình. Nếu cây này các bạn mà muốn tu bổ sừng mút cái này lên cho nó tròn thì tu bổ sừng mút cũng được. Nhưng cái tròn này nó khác với cái tròn của sapphire này nhé các bạn nhé. Tròn sapphire này nó có cái tâm này, tròn này nó không có tâm thì cái chất liệu lúc đó đổi ra nó cũng sẽ khác. Đấy. Từ hai cây này bắt đầu chúng ta mới nhân nó ra thành một rừng cây đúng không? Đấy. Chúng ta nhân nó ra thành một rừng cây. Trước khi nhân chúng ta có thể xoay nó cho nó khác khác cái góc đi. Đây. Thì các bạn có thể nhân nó ra thành một rừng cây được. Hoạt hình mà. Và nó sẽ có cái cây to cây nhỏ khác nhau. Tùy vào cái cách mà chúng ta scale nó. Cây nào to, cây nào nhỏ. Cây nó như thế này, nó rất là đáng yêu cho những cái phim hoạt hình đăng lên YouTube. Đấy. Như này, giữ ship nhân nó ra này, thành rừng cây ngay. Xole đi. Các bạn thấy không ạ? Cho mặt đất. Mặt đất chính là cái miếng plane. Giờ chúng ta sẽ làm cái mặt đất. Cho nhiều lưới lên chút. 50 lưới. 50 lưới. Edit the poly đi. Xong chọn cái mặt cái này. Chúng ta sẽ làm theo cái kiểu mặt đất này nó sẽ lồi lõm khác nhau. Chúng ta sẽ chọn bằng cái mặt một số cái hình vuông như này. Rồi ở trong đây chúng ta có một cái Shock Selection. Chúng ta kéo tăng cái Shock Selection này lên. Nó sẽ bắt điểm xung quanh. Để tạo ra cái độ gầy gồ ghề cho hoặc là núi non cho. Đây. Tăng lại ít thôi. Đây. Đấy, làm theo kiểu dạng mặt hồ, mặt nước như thế. Sau khi xong chúng ta bỏ này đi và chọn T, Tool thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, nó vừa có độ lồi, độ lõm mà nó thành cái mình đổ cái màu xanh xuống, đổ tạm một cái màu xanh. Đây thì các bạn nhìn thấy nó gần ra cái cảnh của một cái đoạn phim rồi đúng không ạ? Đấy, cây cối đấy. Làm cái phim hoạt hình nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây là cái cảnh phim của chúng ta. Thì cái cách chúng ta làm cái phim, tôi làm cây cối nó đơn giản này thôi thì nó sẽ ra được những cái phim nhìn rất là đáng yêu, rất là đẹp.
Các bạn có thể làm theo nhé. Có gì không hiểu các bạn có thể nhắn trên kênh của Đinh Thi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.